Và con vào trong CH Play. Sau đó là chúng ta tìm một cái ứng dụng có tên là Pharmac. Là chúng ta sẽ tải về. Chúng ta sẽ nhấn vào nút cài đặt. Đây, đây là cái nút mở chúng ta sẽ nhấn vào. Thì khi vào thì chúng ta sẽ tạo tài khoản đăng nhập. Thì cái bước tạo tài khoản cũng rất là đơn giản. Thì chúng ta chỉ cần là có cái số điện thoại là chúng ta tạo tài khoản. Thì sau đó là bà con sẽ tạo cái trại nuôi. Thì ở đây là Dũng có tạo sẵn là cái trại tôm thẻ 1. Thì hoặc là chúng ta có thể vào cái mục quản lý và cài đặt. Thì chúng ta có thể là tạo trại nuôi mới nè. Có mục tạo trại nuôi mới thì lúc bà con tạo tài khoản thì chúng ta cũng có cái mục tạo trại nuôi. Hoặc là khi mà tạo rồi mà có những thông tin sai thì bà con có vào đây để sửa thông tin. Ví dụ như là trại tên là trại Dũng Cá, thông tin tên, địa chỉ, số điện thoại. Ở đây là số điện thoại của Dũng 0909633190. Địa chỉ email, những cái nào có thì bà con tạo. Website, đây sửa. Ví dụ website thì có thêm chữ sờ nữa, luôn. Sau khi xong thì bà con sẽ nhấn vào nút luôn. Thì khi mà đã có trại thì bắt đầu chúng ta sẽ vào cái trại nuôi tôm thẻ. Thì ở đây nó sẽ có cái một số thông tin, ví dụ như là kho, thu chi. Ở dưới thì có các cái thông tin về ao do chúng ta tạo. Giả sử thì khi vào thì chúng ta chưa có ao, ở đây cũng có ao 1, ao 2 rồi. Thì bà con sẽ nhấn vào nút tạo ao. Rồi, ví dụ chúng ta sẽ ghi là tên ao, ví dụ như ở đây là ao 3. Diện tích 1.000 mét vuông. Độ sâu ví dụ là 1.5. Chi phí giả sử như đầu tư là xây dựng cái ao khoảng 50 triệu. Số vụ có thể sử dụng, ở đây là chúng ta sẽ ghi giả sử là chúng ta ghi là 5 vụ. 5 vụ thì lúc đó là chi phí khấu hao của mỗi vụ là 10 triệu. Nếu mà bà con ghi một vụ thì coi như là chúng ta dồn chi phí vô một vụ thì chúng ta lúc đó chúng ta hạch toán cái hiệu quả kinh tế của vụ nuôi đầu tiên thì rất là nặng và hầu như là nó lỗ. Do đó là chúng ta phải tính chính xác là số vụ khả năng mà chúng ta sử dụng. Ví dụ như là ở đây là 10 vụ thì chi phí khấu hao của cái chi phí đầu tư nó chỉ có 5 triệu. Thì đó, bà con sẽ cân đối để chúng ta sẽ ghi. Sau đó là chúng ta sẽ nhấn vào nút nút lưu. Đó, ở đây là sẽ có cái ao 3. Thì chúng ta sẽ vào trong cái ao 3. Nhấn vào ao 3 và bắt đầu là chúng ta sẽ tạo cái vụ nuôi mới. Ví dụ như vụ nuôi bắt đầu hôm nay là ngày 31 tháng 10. Chọn đối tượng nuôi là chúng ta chọn tôm thẻ chân trắng. Chi phí chuẩn bị, ví dụ như đầu vụ chúng ta chuẩn bị khoảng 30 triệu. Rồi chọn quy trình nuôi. Thì ở đây nó có rất là nhiều quy trình, ví dụ như nuôi tôm thẻ chân trắng mật độ 80 con. Rồi nuôi tôm thẻ ao đất bạc bờ 150 con 1 mét vuông. Thì có nhiều, hoặc là quy trình nuôi tôm ao bạc. Đó, thì bà con chọn theo cái quy trình mật độ. Giả sử Dũng chọn là nuôi tôm thẻ ao đất bạc bờ. Rồi sau đó bà con sẽ nhấn nút tiếp. Số lần cho ăn trong ngày thì đây là mai mốt mà thì trong quá trình làm thì chúng ta sẽ nhập cái số lần cho ăn, thì bà con có thể là để 4 lần 5 lần tùy theo điều kiện của mình. Ở đây là một số cái chỉ tiêu theo dõi, ví dụ như pH, nạc 3, độ 2, độ kiềm. Rồi ngoài ra chúng ta có thể thêm là cái khí độc. Rồi hoặc là canxi, magie hoặc là video, những cái đo và HAS vân vân. Thì ở đây Dũng sẽ ghi đơn giản để cho chúng ta dễ hình dung thôi. Những cái chỉ tiêu này thì bây giờ là chúng ta đi test nước hoặc là chúng ta ở nhà cũng có thể là thông qua các cái clip hướng dẫn của Dũng. Thì bà con mua cái sản mua mấy cái bộ đo về chúng ta đo cũng được. Sau đó chúng ta vào mục xác nhận. Thì như vậy thì chúng ta sẽ tạo được cái trại nuôi. Đây. Chúng ta đã tạo, sau khi xong là chúng ta sẽ có cái trại nuôi như thế này. Thì ở đây là chúng ta sẽ có điền một số thông tin, ví dụ như hàng ngày chúng ta sẽ cập nhật
cái thông tin, ví dụ như pH sáng là 7,9 chẳng hạn. Rồi chúng ta lưu thì nó sẽ hiện ra thông tin pH sáng, pH chiều, rồi các cái khí độc, độ kiềm đó. Thì chúng ta có thể vào đó để chúng ta chỉnh sửa thông tin. Bây giờ Dũng sẽ quay về lại ở cái kho, thì chúng ta sẽ vào trong đây, chúng ta sẽ nhập kho. Thì lúc mà chúng ta chưa có nhập gì thì chúng ta sẽ vào cái mục thêm mục. Thì giả sử như ví dụ như Dũng nhập một cái, thì một lát những cái sau thì chúng ta sẽ về chúng ta tự nhập. Ví dụ như những nhập tên sản phẩm là nano canxi tạo mới, tên sản phẩm là nano canxi, nhóm sử dụng là mình để trộn vào thuốc trộn, đơn vị tính là chúng ta ký, công dụng là khoáng ăn, tôm nhanh lột, liều dùng là 5 gram 1 kg thức ăn đó, giả sử đó. Chúng ta sau đó là chúng ta lưu. Đó, như vậy thì nó đã lưu vào kho chúng ta. Thì sau đó là chúng ta sẽ vào trong kho để chúng ta nhập. Ví dụ như nhập có nghĩa là chúng ta sẽ đã mua cái sản phẩm đó. Ví dụ như hôm nay chúng ta đã mua cái nano canxi. Số lượng là 10 gói, tức là mỗi mỗi gói là nửa ký á, chúng ta mua 10 gói tức là 5 kg. Cái giá là 280.000. Sau đó là chúng ta vào một lô. Đó, như vậy thì trong kho đã có, tức là lúc mà chúng ta mua giống, mua thức ăn, mua thuốc, mua những cái xử lý môi trường thì bà con có thể vào đây nhập kho, thì nó sẽ hiện thông tin của kho và nó sẽ tính toán được cái tổng chi phí giá trị cho chúng ta để mai mốt là cuối vụ là trong cái ứng dụng này nó sẽ tính cho chúng ta là lời lỗ thu chi. Rồi những cái phần như là thức ăn, thuốc trộn, xử lý môi trường, vân vân, thì nó cũng như cái phần đầu hồi nãy Dũng chia sẻ, chúng ta vào thêm mục, sau đó là chúng ta nhập kho. Rồi, bắt đầu là chúng ta sẽ vào trong cái ao nuôi số 3, nhưng mà Dũng vào trong cái ao nuôi sẵn là ao nuôi số 1 Dũng có tạo rồi. Cập nhật một số cái hình ảnh hàng ngày, ví dụ như ở đây là cái hình vỏ tôm lột nhiều sau khi mà sử dụng cái bộ sản phẩm nano kích lột là nano canxi và cái VS3868 đó. Chúng ta sẽ cập nhật một số hình ảnh, thì sau này nó sẽ có hình ảnh chi tiết để cái phần mềm này có kết nối với chuyên gia tư vấn, thì sau này chuyên gia tư vấn có thể là vào xem những hình ảnh này để tư vấn cho cái ao tôm của bà con. Rồi các cái thiết bị, cái phần môi trường thì ví dụ như nạc ba ở đây chưa có số liệu thì Dũng sẽ nhập vào là không luôn đó. Như vậy là có pH sáng, pH chiều, rồi khí độc, độ kiềm. Rồi ở đây chúng ta có thông tin thức ăn, thì mỗi ngày mỗi cử chúng ta ăn bao nhiêu thì chúng ta nhập vào. Ví dụ đây ăn mỗi cử 10 kg thì chúng ta nhập vào đây, Dũng có nhập sẵn là 10 kg. Rồi xử lý, ví dụ như là xử lý cái em đậm đặc, cái chế phẩm Robio á, thì ngày đó xử lý, hoặc là chúng ta có thể là thêm, ví dụ như xử lý ngày hôm nay thì chúng ta sẽ xử lý, ví dụ như xử lý cái BZT, cái men BZT, hoặc là cái vôi nóng đen chẳng hạn, để chúng ta nhập vào số lượng ví dụ 5 kg. Sau đó chúng ta vào một lưu đó, thì ngày đó xử lý gì thì nó sẽ hiện ở đây. Rồi sức khỏe của tôm, ví dụ như trọng lượng của tôm là khoảng 100 con 1 kg là 10 gram, hao hụt của ngày hôm đó bao nhiêu thì sau này chúng ta cứ nhập hàng ngày. Rồi bệnh, ví dụ như ở đây là bệnh đường ruột, thì nó sẽ có cái đầy đủ cái thông tin để sau này chúng ta
dễ quản lý ao mình. Đó, cuối cùng nó sẽ ra được cái chi phí là tất cả những cái đầu vào chúng ta nhập vào nó sẽ ra chi phí, rồi mai mốt là khi mà chúng ta kết thúc vụ nuôi thì chúng ta có cái doanh thu thì nó sẽ hạch toán cho chúng ta là cái hiệu quả kinh tế. Rồi, như vậy thì đây là cái phần mà tải cái ứng dụng Farmax và một số cái cách sử dụng ban đầu. Tích hợp vào tủ điều khiển thì Dũng sẽ làm ở cái video tiếp theo. Xin cảm ơn quý bà con đã chú ý theo dõi video này. Hẹn gặp lại bà con ở những video kế tiếp.